bạn đã quay trở lại với Bụng Không Đáy. Và hôm nay thì Châu Giang đã quay trở lại với Bụng Không Đáy từ đây. Tại vì mình đọc comment thì rất nhiều bạn nhớ Châu Giang, nên là hôm nay Châu Giang đã xuất hiện lại rồi các bạn. Và như các bạn cũng đã thấy thì trên bàn ở đây tụi mình có xúc xích. Xúc xích. Đây là xúc xích nhà làm luôn á nha, chứ không phải là xúc xích mà mình mua ở siêu thị mà kiểu đóng gói sẵn đâu. Các bạn có biết ở trên này có bao nhiêu xúc xích không? Tất cả là có 10 mét xúc xích, khoảng tầm 4 kg xúc xích. Và hôm nay hai đứa mình sẽ chiên hết đống xúc xích này. Thực ra xúc xích là nó sẽ nhanh no lắm, cho nên là thôi đừng tính giờ nữa ha. Xem là có ăn được hết 10 mét không đi. Mình sẽ làm thử thách là mình ăn hết chỗ này thôi, không tính giờ nữa. Để xem là hai đứa có ăn được hết 10 mét xúc xích hay là không. Ở đây thì có 4 loại gia vị chấm là tương ớt, mayonnaise, mùi tạt, mật ong và tương cà. Cho Giang thích không? Thích nha. Bắt đầu thôi. Mình nên ăn từ ngoài vào trong hay là từ trong ra ngoài? Mình nên ăn từ trái sang phải hay từ phải sang trái? Và mình không thể nào mà kiểu ăn nguyên một cái mình thồn hết vô họng được, đúng không? Tại vì một mét xúc xích thì người ta sẽ làm theo dây, một dây tròn như này. Đây là cái hàng mà mình đã từng quay một lần cho các bạn rồi, là mình có quay cá nước kết trong một khung đáy và quay một khung đen gì. Comment gì được đó là quay xúc xích 1 mét đúng không? Ừ, đúng rồi. Thì đây mình đã mua 10 mét. Tự làm cho mình một cái thử thách. Đấy, để cắt cho. Để giờ là nhìn nó cũng rất là kỳ. Bởi vì từ xưa giờ ấy là mình có cái định kiến là xúc xích nghe nó rất là thô tục. Nên là cái việc mà cắt nhỏ ra như này thì nó sẽ lịch sự hơn rất nhiều. Đấy, được rồi, ăn thôi. Từng ớt. Công nhận xúc xích kiểu mới làm nó vẫn khác hẳn so với xúc xích mà kiểu bán trong siêu thị, bán làm sẵn à. Ừ, ăn thấy hẳn luôn ấy, ngon quá. Wow. Tinh. Cái lúc mà mình bắt đầu gọi điện đặt thì người ta mới bắt đầu nướng. Nướng trong vòng 30 phút hết 10 mét xúc xích. Rồi bắt đầu ra đấy luôn. Mà 10 mét thì cũng nhiều đấy. Hai đứa ăn xỉu luôn. Kiểu như là cảm giác là con nít ấy, ai cũng thích ăn xúc xích nhỉ. Hiếm có ai mà không thích lắm. Chị cũng nghe hơi kỳ. Nhưng thật sự là chị cũng rất là thích. Xúc xích. Ý là xúc xích siêu thị, xúc xích tự làm, xúc xích đất các thứ. Thì ví dụ đi mấy cái hội trại hay là hội chợ, hay là mấy cái hoạt động mà ngoài trời đấy. Xúc những xúc xích bán. Ừ. Người ta hay để trong một cái vỉ nướng, nhỉ, một cái hộp nướng, một hộp xoay á. Xong rồi ăn là người ta xiên vào ấy. Đấy. Thì mấy cái hoạt động ngoài trời ấy, tương tự đi, bạn nướng một cây xúc xích ra xong rồi rưới tương ớt lên. Thêm một ly Coca nữa. Có vẻ giống rồi đấy. Ừ, xúc sắc nhờ. Hay là bây giờ mình đổi phông xanh xong rồi mình kia vào giống như là mình đang ở đó biển không? Đang picnic. Mình không ăn được cái xúc xích mà xúc xích phô mai. Cảm giác nó ghê ghê sao ấy, nó bị béo béo, ngậy ngậy. Không ăn được. Chị lại không thích ăn mấy cái loại xúc xích mà nó quá bã. Tức là mình thích là nó phải có một tí mỡ. Ừ. Xong rồi cái vỏ của nó phải giòn ấy. Chứ còn những cái xúc xích mà nó chỉ có thịt xay không ấy, ăn rất là nhanh nhám. Cái này xuất sắc luôn á, cái này là vừa có thịt xay nè, vừa có giòn giòn kiểu như là gân ấy, vừa giòn gân ăn nó sập, với lại có thêm một chút mỡ nữa. Và cái này là nướng đúng không? Đúng rồi, đây là xúc xích nướng, xuất sắc. Ăn sập hay thiệt đấy. Cũng có cảm giác là đang ngon miệng như này, mình sẽ ăn hết cái mỡ này đấy. Còn rất nhanh, đúng không? Nhưng mà chưa chắc. Mới nói có vài câu chuyện thôi mà đã phải cắt thêm một mẻ xúc xích mới. Đấy. Mà sự à chị em thế rớt đúng không? Không, cái gì rớt rớt không người ấy. Không có Ủa mayonnaise ngon lắm. Ngon, nó dịu chứ có nhiều loại mayonnaise nó bị chua ấy. Ừ, ăn nó chịu lắm. Mà kiểu tương bình thường ở nhà ấy mẹ cũng không cho ăn xúc xích nhiều, tại vì kêu là xúc xích nó chất nhiều quản, chất bảo quản này kia ấy. Mà cái loại mà kiểu làm ra xong mà ăn liền nhẹ thì nó sẽ tốt hơn. Nghe nói là xúc xích này là nhập khẩu trực tiếp từ bên Đức. Ngon quá. Mấy là bạn có thèm không chứ? Ngon lắm ấy. Ngon lắm. Ngon thực sự luôn. Cái xúc xích này nè, chấm mayonnaise với tương ớt có vẻ hợp hơn là chấm mù tạt. Ừ. Mù tạt nó làm cho nó dậy lên cái vị chua ấy. Mình cảm giác như là nó không hợp lắm. Đặc biệt là không nên chấm với tương cà. Chấm tương cà ngon cực. Thank you.
nhanh. Nhưng mà đến bây giờ nhá, khi mà mình ăn được một số ít rồi thì mình vẫn cảm thấy ngon miệng ấy. Bị thêm. Em ơi, cái này nó thơm lắm. Đấy, mà cái này á, thường thì nước ngoài người ta sẽ ăn uống với lại bia. Bia, đúng rồi, xúc xích Đức là phải uống với bia Đức. Bia Đức. Nhưng mà thôi, sau này tụi mình uống coca, lành mạnh. Cái suy nghĩ giảm cân nó chỉ là nói ra cho vui mồm vậy thôi chứ. Chả biết bao giờ mới giảm được. Mày kể các bạn nghe một câu chuyện. Có thật, lúc nãy trong lúc mà mình xuống mình lấy xích thì mình thấy có một anh bán mía ở bên cạnh. Bán mía rất ngon, rồi mình sẽ mình mua mía. Mình lên đây mình ăn. Xong rồi Châu Giang đi qua, Châu Giang bảo là tại sao mày lại mua mía. Mình tưởng là nó quan tâm với mình bảo là bởi vì thấy mía ngon thì mình mua. Nó bảo là mày có biết là làm cái nghề này là không ăn mía không? Nhất là trước khi quay là không ăn mía. Trước khi quay, trước khi diễn thì không được ăn cốc ổi mía ghim. Cốc ổi mía ghim. Còn ghim là cái gì tao cũng không biết. Cốc ổi thì không biết, nhưng mà mía thì tương truyền là ông tổ của nghề sân khấu thì có ba ông. Thì có một ông là em bé, con nít. Hoặc là trong sân khấu mà có mía hoặc đem mía vào trong sân khấu thì kiểu như ông tổ người ta sẽ ăn mía, người ta thích và người ta sẽ không có trứng. Người ta không có trứng, người ta không có giúp cho cái vở diễn đó. Ồ. Hiểu không? Anh gấu. Anh gấu bảo là bao giờ thì anh sẽ được mời vào bụng không đấy. Sắp tới các bạn sẽ thấy gấu to. Trên gấu to ở bụng không đấy. Muốn vào bụng không đấy thì anh gấu phải trả bao nhiêu tiền? Thì tụi mình nghĩ là tính theo video thì cũng kỳ. Tính anh em mà đúng không? Không nên tính theo video, tính theo phút. Mình cần tính theo phút. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Tối qua tôi mới nghĩ ra một cái vấn đề cực kỳ vĩ mô luôn. Không ngờ tôi có thể nghĩ ra được. Các bạn phải yêu một cô gái có tâm hồn ăn uống. Nếu như mà đi ăn với cô đấy thì mình sẽ, thứ nhất là mình cũng sẽ được đi ăn này, không bị mang tiếng là tham ăn. Còn cái nữa là mình sẽ được mang tiếng là mình chiều bạn gái, đúng không? Không. Này nhá, tôi nói với bạn nhá. Ví dụ quen với một đứa gái bình thường đi, các bạn không bao giờ biết là nó muốn cái gì đâu. Trời ơi, đang giận nhau nha, đang giận nhau nha. Rồi em sao, giờ sao? Rồi tặng hoa nha, mua hoa cho nha, mua áo quần nha. Đó, trong khi với một cô gái có thân hồn ăn uống, các bạn chỉ cần đem trà sữa tới cho nó, gật đầu liền đúng không? Này, cứ nó đi ăn đúng không? Sí, nhưng mà vấn đề là nếu như mà một đứa gái mà nó quan trọng đồ ăn như thế thì nó sẽ đặt đồ ăn lên trên cả thằng yêu của nó. Đâu, nhưng mà thằng người yêu nó đem đồ ăn cho nó mà. Nhưng mà cái vấn đề là nếu như mà có thằng khác mà đem được nhiều đồ ăn hơn cho nó thì nó sẽ đi theo cái thằng mới, đúng không? Như chó là... làm như chó. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải thích đồ ăn có chừng mực thôi. Mình phải yêu những cô gái như là chị với Giang. Trời ơi, kể nghe hồi cấp 3 đấy. Hồi cấp 3 kiểu cũng có tình cảm nhẹ với bạn kia không? Tại vì bạn đó thường xuyên cho mình đồ ăn. Sao Châu Giang dễ dãi vậy? Cứ chỉ như thế là đã đổ rồi á. Ừ. Ê ui, nó sao vậy? Hu cô chi vậy? Hu cô chi mới nói mà. Hồi đó bồ nó cua nó cũng là tại vì cua đồ ăn đấy. Xí, cái số mọi người quay lại, mọi người xem lại cái số hồi 8 tháng 3 tặng gì đi. Ê ui, tặng cái gì đâu cũng biết đi. Nó rất là dễ. Còn Hu cô chi là một cái thành phần mà. Nhưng mà đồ ăn là dễ nhất. Không, không biết phải nói như đồ ăn là dễ nhất. Dễ lắm. Ê ơi. Thôi chị, không có chị, đập tay. Trời ơi, cái này vậy. Không thể được, mình phải cao giá lên cho ta. Không. Mình... giá của tao chỉ có đồ ăn thôi. Này. Mày đang sell à? Ừ. Các bạn đã biết cách cua Châu Giang rồi đấy. Mai sẽ có người chất đồ ăn cho Châu Giang nhé. Ồ, rồi mà tất cả mọi người sẽ được hưởng sáng Châu Giang. Tuyệt vời. Thế là mình cứ mời Châu Giang ra mà ăn. Nào, ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. Ăn đến một nửa. Một nửa của 10m là 5m. Thì mình bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Hơi mệt nha, tại vì ăn nhiều đạm mệt lắm đấy. Ăn cái này nhiều đạm là sẽ buồn ngủ. Thôi. Nhưng mà cái này ngon, có thể cái này ngon, ăn nó có sật ngon. Ừ, thì ăn đến đây rồi nhưng mà vẫn cảm thấy là nó rất là ngon miệng ấy. Nhưng mà cái vấn đề là bụng mình nó đang bắt đầu đầy đầy. Ôi no rồi mẹ ơi. Giờ vẫn cảm giác là nó ngon. Vẫn rất là ngon nha. Ngon. Miệng mình ấy thì cảm giác là nó rất là ngon và mình muốn ăn nữa. Nhưng mà bụng mình thì đang rất là đầy. Đang rất là đầy rồi. Và mệt ấy. Và hơi mệt tại vì ăn nhiều đạm quá nó mệt. 10 mét mà nãy giờ ăn thì chắc cũng được nửa ấy. 8 mét rồi đấy. Ừ, cũng nhiều ấy. 8 mét rồi. Là cũng tầm hơn 3 kg. Tại vì ấy, những cái vòng mở ngoài ấy thì nó sẽ dài hơn, to hơn. Nên là các bạn nhìn nó như thế này á, mà đó là mình ăn rất nhiều rồi ấy, nãy giờ ăn gươm mồm.
No quá rồi đó mọi người ơi. Mọi người ơi, cả nhà ơi, no quá. Ăn được không? No này, coi vô thay được không cả nhà yêu ơi? Điên rồi đấy. Thôi, mì bỏ. Cái này chắc khoảng tầm, chắc còn khoảng tầm 1 mét. 1 mét cuối cùng. Chưa đến, nửa mét. Không biết nữa nhưng mà nó chậm lại đó. Còn bên này, bỏ cuộc. No quá rồi đó. 1, 2, 3. Rồi, và tụi mình nghĩ là tụi mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Tại vì tụi mình không ăn được thêm nữa. Và video này sẽ kết thúc tại đây. Nói chung là cái này thì sẽ đem đến cho người trong văn phòng xử bớt, chứ không có bỏ hay là lãng phí đâu, mọi người yên tâm. Và lần trước, có những lần trước ấy, bọn mình đã đọc rất là nhiều comment của các bạn. Thì có một vài bạn yêu cầu là làm về xúc xích đi. Nên là ngày hôm nay thì bọn mình đã cố gắng xin anh Huy để làm cho các bạn một số 10 mét xúc xích. Và nếu như mà các bạn muốn bọn mình làm những cái số nào mà tiếp theo ấy, thì vẫn để lại comment ở bên dưới nhé, bởi vì bọn mình sẽ đọc hết. Vậy nha. Nếu thấy hay đừng quên like, share, subscribe cho Ad Channel và hôm nay ăn gì. Nhớ ủng hộ một hôm nay nhiều nhiều nha. Bye bye.